Đấy, ok rồi, lên nhá. Giờ sẽ ráp con cờ đỏ 4 mét này vào nhá, sẽ đóng quả cổng 3 này. Này tung tung cầm này. Tôi dắt nó lên tận nhà. Sẽ lắp quả cổng 3 này vào nhá. Cờ đỏ sao vàng. Khai xuân đầu năm mà cứ thả con nào hay hay cũng được. Tôn à mái blue chưa bao ấy. Kéo xuống bị à? Không, jacket lúc đâm ấy. Sáng ấy. Đâm ấy. Đâm xuống blue thì làm sao mà chịu được. Đi nhỉ. Kéo nó đã căng rồi. Đấy các bạn nhìn chưa? Cờ đỏ sao vàng 4 mét đấy. Rồi chốt nốt cái này vào xong rồi đóng sáo lên là cho lên thôi. Cửa lỗ. Lắp này ở cổng này nghe vào cũng chưa đủ đô của nó lắm đâu nhỉ. Nhìn trông vẫn hơi thơ bị lọt. Bé. Ok rồi đấy. Tả đâu rồi? Đâm ở kia à? Sao? Giờ sẽ đâm con cờ đỏ sao vàng 4 mét lắp cổng cho các bạn xem nhá. Ok. Rồi. Được không? Mắc đây rồi, mắc dây rồi. Mắc rồi. Đẹp. Giữa đi. Con này đâm lại nha anh em nhé. Con đấy là nó bị mắc vào cái cột cột đèn nên là phải cho xuống. Đánh lên. Đấy, ok rồi. Lên nhá. Ôi, cái đã đứt dây mạng người ta là căng dây đã chạy. Lúc nào anh đâm căng dây anh chạy vội. Phát thứ ba các bạn nhá. Phát thứ hai vẫn chưa lên được đâu. Quả đấy sáo dàn là gãy ngọn rồi. Ừ, sáo là gãy rồi. Cồng thì không sợ. Sáo dàn quả đấy là gãy ngọn rồi. Ok. Đẹp luôn. Cẩn thận. Lên ông. Từ, không anh lôn cổ. Đấy, ok rồi, lên rồi các bạn nhé. Phá thứ ba rồi, ok rồi đấy. Chuẩn bị tư thế chưa rồi? Chuẩn bị tư thế chưa rồi? Thẳng người lên. Đẹp đấy. Tầm này là ok rồi. Cứ bắn hết cuộn đi. Thôi tao lên. Ôi. Cẩn thận. Đấy lên, vươn rồi đấy. Nặng tải lắm. Đấy các bạn nhìn chưa, lên căng đét rồi đấy. Ôi sao luôn. Không chơi được. Giáp tay luôn. Rồi. Con này là 4 mét đây mà các bạn thấy chưa? Rất hiền luôn, kéo xuống rất hiền luôn. Không bị quá bị ấy đâu. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, trời ơi, xuống quá nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng luôn. Ok các bạn nhá. Thôi video của mình tạm dừng tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Ok.